Xin chào anh em, hôm nay thì mình sẽ ship test hai sản phẩm mà theo mình nghĩ là anh em rất quan tâm trong thời điểm hiện tại, đó chính là Realme C3 bên phía tay phải màn hình và Redmi Note 8 ở bên phía tay trái của màn hình. Cả hai máy mình đang sử dụng đây đều có phiên bản là RAM 3GB và bộ nhớ trong 32GB. Realme C3 thì sử dụng con chip là MediaTek Helio G70, là một dòng chip khá mới đến từ MediaTek và dành cho những cái dòng máy chuyên game. Đi kèm với đó là GPU Mali G52. Còn đối với con Redmi Note 8 thì nó sử dụng con chip mà Snapdragon 665 đến từ Qualcomm, cũng như là GPU là Adreno 610. Đây cũng là một phần cứng khá mạnh. Và giá lần lượt của nó là Realme C3 có giá là 2.990.000 đồng. Còn Redmi Note 8 phiên bản 3GB và 32GB bên trong thì có giá khoảng đâu đó là 3.490.000 đồng. Thì trước khi speed test thì để công bằng hơn thì mình đã tắt hết đa nhiệm của máy, cũng như là sẽ khởi động lại cả hai thiết bị để xem là cái tốc độ load vào của nó như thế nào. Như vậy là Redmi Note 8 đã khởi động nhanh hơn so với Realme C3. Khởi động nhanh hơn khá là nhiều nha. Realme C3 thì mình không hiểu tại sao mà nó vẫn chưa khởi động lên được nữa. Cả hai máy thì mình đều đang kết nối chung một wifi, đó chính là wifi của điện thoại siêu rẻ. Thì điện thoại siêu rẻ cung cấp các sản phẩm chính hãng với bảo hành 12 tháng đến 18 tháng tùy từng cái model sản phẩm, cũng như là mức giá thì cực kỳ cạnh tranh. Tuy nhiên thì nó sẽ không có áp dụng chính sách đổi trả nha. Tức là trong trường hợp anh em mua máy mà sản phẩm nó bị lỗi thì anh em sẽ phải cầm trực tiếp lên trung tâm bảo hành của hãng. Và tất cả các máy mà điện thoại siêu rẻ bán ra thì đều có đi kèm bảo hành điện tử và bảo hành chính hãng hết, nên là anh em hoàn toàn không phải lo. Đây sẽ là một số cái tựa game mình test. Thì đầu tiên nó sẽ là tựa game là Mytom 2. Thì Redmi Note 8 đã nhanh hơn một chút xíu so với Realme C3. Ok, tỷ số là 1-0 nghiêng về Redmi Note 8. Đến tựa game thứ hai là tựa game Temple Run. Temple Run 2 là một tựa game rất là nổi tiếng, và Realme C3 thì đã gỡ hòa ở trong tựa game này. Tỷ số hiện nay đang là 1-1. Mình nghĩ rằng cái đa nhiệm của cả hai thiết bị này thì nó sẽ đều không có tốt, tại vì là cả hai máy thì đều phải gánh một cái giao diện khá là nặng nề, cũng như là cái việc mà nó chỉ có 3GB mà thôi. Tiếp theo thì mình sẽ đến với tựa game là Tsunami Zombie. Một tựa game cũng rất là nhẹ nha. Rồi, Realme C3 lại chiến thắng, và tỷ số hiện nay đang là 2-1 và nghiêng về Realme C3. Đến tựa game thứ tư mình test đó chính là Subway Surfer. Mình không hiểu tại sao là cái Redmi Note 8 nó lại có phản hồi chậm hơn khá là đáng kể so với Realme C3 khi mà load vào các cái tựa game. Rồi đó, ở trong tựa game này thì Realme C3 lại tiếp tục giành chiến thắng, và tỷ số hiện nay đang là 3-1 nghiêng về phía của Realme C3. Tựa game thứ 5 mình sẽ test ở đây đó chính là Planet Zombie. Cũng là một tựa game mà mình cực kỳ ưa thích. Cái thế hệ 8X, 9X của mình cực kỳ ưa thích. Khi mà trước đây mà mình được chơi ở trên PC á, mình có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ để mình chơi cái tựa game này, để bắn mấy con Zombie. Vào tựa game này thì Realme C3 lại tiếp tục một lần nữa giành chiến thắng, và tỷ số hôm nay đang là 4-1 nghiêng về Realme C3. Một cái khoảng cách rất là ấn tượng. Tất nhiên đây là những cái tựa game nhẹ nha. Bây giờ thì mình sẽ thử hai tựa game nặng hơn, đó chính là Liên Quân Mobile và PUBG Mobile của Vinagame. Rồi, Realme C3 của mình đang gặp một chút sự cố liên quan đến Wi-Fi nha. Ngay khi khởi động xong thì Redmi Note 8 đã kết nối được với Wi-Fi. Tuy nhiên Realme C3 lại không kết nối được. Nó đang báo kết nối, đang kết nối liên tục như vậy này. Đó, vấn đề mình không hiểu tại sao mà cả hai cái thiết bị cùng kết nối wifi nhưng mà khởi động lên thì Realme C3 lại không thể kết nối được. Và mình sẽ tắt thử wifi trên máy sau đó mở lại để kiểm tra xem.
cả hai máy thì đã kết nối là wifi. Bây giờ mình sẽ thử cái tựa game là PUBG Mobile của Vinagame. Khúc này thì cả hai máy đều load khá là chậm nên cái tốc độ mình sẽ tăng lên 8x để cho nó nhanh hơn, cho anh em có thể thấy rõ hơn. Vậy là Redmi Note 8 với Snapdragon 665 đã load xong trước Realme C3. Realme C3 tốn khá nhiều thời gian cho cái tựa game này. Tất nhiên là mình chưa có đề cập đến vấn đề là cài đặt setting như thế nào, HD, Full HD, tại vì mình để mặc định, mình chưa có vào bên trong mình chơi luôn. Thì mình sẽ mất chút thời gian để mà mình thử test lên của mobile cũng như PUBG Mobile trên cái Realme C3 này xem nó có được FPS cao hay không nha. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở thử lại tựa game Liên Quân Mobile để xem là cái nào nó sẽ load game nhanh hơn. Đến bây giờ thì mình lại cảm giác là cái Realme C3 nó phản hồi hơi bị chậm khi mà mình ấn nút Home để trở về màn hình chính. Đó, khi mà mình bấm nút Home thì nó sẽ phải mất một vài giây để nó có thể trở lại màn hình chính được. Và sau khi mà test máy xong thì mình cảm giác là cả hai máy đều ấm nhẹ. Tất nhiên là nó không có quá nóng nha. Nhưng mà Redmi Note 8 thì sẽ cho cảm giác hơi khó chịu chút xíu tại vì mặt lưng nó bằng kính. Bây giờ thì mình sẽ mở thử đa nhiệm của cả hai máy lên để xem là nó có load lại không. Rồi, ngay từ tựa game rất là nhẹ đầu tiên đó chính là MyTom 2 thì cả hai máy đã load lại hết nha. Tiếp tục tựa game The Tsunami Zombie thì cả hai máy đều phải load lại. Như vậy là cả hai máy thì đều có đa nhiệm không có được tốt, bởi vì RAM của nó chỉ có 3GB mà thôi. Vậy thông qua bài đánh giá này thì anh em sẽ có thể có một phần nào cái quyết định là mình sẽ mua Realme C3 hay là lên đời một chút xíu cho Redmi Note 8. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip tiếp theo.